Tích Hoa Chỉ đạt hành tích khả quan Trương tịnh nghi diễn tròn vai. Phim Tích Hoa Chỉ hiện đại đã lọt top một chỉ số phim chiếu mạng vi ninh kết vượt hoa gian lệnh của Cúc Tịnh Y, nhưng Trương tịnh nghi vẫn chưa có nhiều bất phá. Dự án phim Tích Hoa Chỉ đã quay xong từ năm 2023 và lên sóng trên nền tảng Soku. Năm 2024, sau thời gian phát sóng, Tích Hoa Chỉ đang có phong độ khá tốt, dù phim không sở hữu dàn sao khủng và được đầu tư lớn. Trong đó chỉ số nhân vật vi ninh kết ngày 7 tháng 4, Trương Định Nghi chỉ đứng sau những cái tên hot như Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Thẩm và vượt trên cả Cúc Tịnh Y, Lâm Canh Tân hay Nhậm Gia Luân. Phải nói rằng so về độ danh tiếng, Trương Tịnh Nghi hoàn toàn lép về so với những ngôi sao lưu lượng như Cúc Tịnh Y, Nhậm Gia Luân. Vậy nên thử hạng của cô phần nào cho thấy tích hóa chỉ được khán giả quan tâm khá lớn. Trước đó khi những bức hình đầu tiên được lên sóng, Trương Tịnh Nghi được khen phù hợp với tạo hình cổ trang, Nợ diễn viên sở hữu vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết nên dễ tạo được cảm tình với khán giả. Tuy nhiên khi phim lên sóng, khán giả cho rằng học trò của Châu Tấn vẫn khá an toàn, diễn xuất ở mức tròn vai chưa quá bùng nổ. Một số ý kiến bênh vực nữ diễn viên cho rằng nổi diễn của Trương Định Nghi trước nay thường hợp với những vai diễn thông minh nhí nhảnh, cô còn khá non kinh nghiệm để diễn nội tâm. Hơn nữa đây là dự án cổ trang đầu tay của mỹ nhân họ Trương nên hoàn toàn có thể thông cảm. Một số ý kiến khác lại đánh giá dù vai diễn của Trương Định Nghi chưa quá xuất sắc nhưng nó không để nổi tệ. Hơn nữa nhờ sở hữu gương mặt đẹp Trương Định Nghi vẫn đủ sức níu chân khán giả. Phim tích hoa chỉ kể về gia đình nhà họ Hoa sầu có trốn kinh thành, bỗng một ngày mất hết tất cả. Vừa bắt đàn ông nhà họ Hoa phải đi nêu đẩy, phụ nữ và trẻ nhỏ được tha nhưng tịch thu hết tài sản. Họ không còn nhà để ở, tiền bạc dành dụm được bị lừa. Phụ nữ trẻ con trong nhà trước nay chưa từng nào động, mà thức ăn trong nhà đã cạn kiệt. Lúc này kế sinh nhai và mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Hoa, trông cậy hết vào Hoa chỉ Trương Tịnh Nghi, cô gái thông minh thảo bát và có tư tưởng đi trước thời đại.